chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều ngày 2 tháng 2, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà Tết các hộ nghèo và học sinh tại huyện Hà Quảng. Đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo hai xã Lương Thông và Đa Thông, tặng 334 áo ấm cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lương Thông. Đây là nguồn kinh phí của Ủy ban dân tộc và kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Tại nơi đến tặng quà, thứ trưởng phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nông thị Hà ân cần thăm hỏi, gửi những lời chúc tốt đẹp, lời chúc mừng năm mới tới các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo trên địa bàn huyện đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Hà Quảng trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030. Mong muốn các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, và các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn huyện, nắm bắt tận dụng tốt các nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số vượt khó thoát nghèo. Đoàn công tác thành phố Cao Bằng vừa đến thăm tặng quà Tết cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến đường tránh thành phố. Dự án đường nối quốc lộ 4A, quốc lộ 3 nay là tuyến đường tránh thành phố được khởi công trở lại từ tháng 2 năm 2023. Trong quá trình thi công, dự án đã phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, một số hộ dân sinh sống gần khu vực dự án tại các phường duyệt trung tân giang phản ánh tình trạng nhà ở xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ sạt lở cao trong quá trình thi công công trình cấp ủy chính quyền thành phố và phường đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở chủ động di rời người và đồ đạc đến nơi an toàn ủy ban nhân dân các phường cũng đã có phương án chủ động bố trí một số địa điểm phù hợp và huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di rời và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn tại những nơi đến thăm đoàn công tác đã thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng về nhà ở đất đai kiến trúc trong quá trình thi công tuyến đường tránh thành phố và mong muốn các hộ gia đình đón Tết vui vẻ, sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thành phố trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng quà Tết cho 5 hộ gia đình tại phường Tân Giang và Duyệt Trung. Huyện Quảng Hòa tổ chức lễ bế mạc Hội khỏe Phủ Đồng huyện lần thứ 11 năm 2024. Hội khỏe Phủ Đồng huyện Quảng Hòa lần thứ 11 được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024 với sự tham gia của 407 vận động viên đến từ 45 đơn vị trường học trên địa bàn huyện là học sinh trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, trung học phổ thông các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm cờ vua, bóng đá, đẩy gậy, cầu lông và điền kinh với 32 nội dung thi. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên có sự chuẩn bị chu đáo, thi đấu trên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, trung thực và cao thượng. Kết thúc hội khỏe, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung thi đấu, trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc, đồng thời trao giải toàn đoàn cho các trường. Hội khỏe phù đồng là dịp để các đơn vị trường học tiếp tục có kế hoạch tổ chức thực hiện và phát triển phong trào thể dục thể thao theo hướng chuyên sâu và hướng tới thành tích cao. Bên cạnh đó nhằm tuyên truyền nâng cao sức khỏe và thể chất cho các em học sinh góp phần phát triển giáo dục toàn diện. Ngày 3 tháng 2, trường trung học cơ sở Hoàng Tung, huyện Hòa An tổ chức hoạt động trải nghiệm mừng đảng mừng xuân Tết ấm tình thương xuân giáp thìn năm 2024. Tại chương trình, các em học sinh được tham gia trải nghiệm với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong những ngày Tết đến xuân về, như làm bánh trưng, bày mâm ngũ quả, viết câu đối, trình diễn các bộ trang phục làm bằng vật liệu tái chế và các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, đẩy gậy. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng và nhận được sự cổ vũ tham gia tích cực của các em học sinh. Hoạt động là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị truyền thống dân tộc, phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo của các em. Qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt tìm hiểu phát huy những giá trị đặc sắc trong phong tục Tết cổ truyền nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Nhân dịp này, nhà trường trao tặng 8 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị lần thứ hai của ban chỉ đạo. Về các nhiệm vụ cụ thể Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện trình nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thành trong tháng 2 năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện trình ban hành nghị định quy định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt Tại trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, Bộ Công Thương chủ trì, hoàn thành trong quý 2 năm 2024. Về hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp khẩn trương hướng dẫn phân cấp việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho phòng tư pháp thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện. Về phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng nêu rõ cần lựa chọn một nhà đầu tư chiến lược liên doanh với đối tác Việt Nam để thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế, trong đó có các yêu cầu của UNESCO liên quan khu dự trữ sinh quyền cần giờ. Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa, làm tốt công tác truyền thông, để người dân trong nước và các đối tác quốc tế hiểu rõ về các vấn đề liên quan việc phát triển cảng. Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa làm tốt công tác truyền thông để người dân trong nước và các đối tác quốc tế hiểu rõ về các vấn đề liên quan việc phát triển cảng Cần Giờ, trong đó nhấn mạnh cảng Cần Giờ và cảng Cái Mép, Thị Vải hiện hành sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp không phải Cái Mép riêng, Cần Giờ riêng, đồng thời đánh giá tác động kỹ lưỡng môi trường trình cấp có thẩm quyền trong quý I năm 2024. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 39 kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Phó thủ tướng kết luận các nguyên tắc bảo đảm an ninh an toàn hàng không quán triệt nguyên tắc phòng hơn chữa trong công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không, các cơ quan liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không theo trách nhiệm được giao, theo nhiệm vụ được phân công, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, xử lý ngay những nguy cơ có khả năng dẫn đến sự cố uy hiếp an ninh an toàn hàng không. Công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phải được tổ chức thường xuyên liên tục, nội dung cần phải bám sát với thực tiễn, mang lại hiệu quả cao hoạt động diễn tập cần phải gắn liền với thực tế mang lại ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh ngành hàng không đã và đang có nhiều biến động, áp dụng kết quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kèm theo quy định số 06 TTG ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào lĩnh vực an ninh hàng không, tuyệt đối không để gián đoạn hệ thống điều hành bay, đặc biệt từ nguy cơ tấn công mạng, các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng trong ngành hàng không, ngoài việc tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn, còn phải tuyệt đối không vì lợi nhuận mà bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào gây mất an ninh an toàn hàng không. Cơ hội thu hút đầu tư FDI từ châu Âu trong năm 2024 được nhận định đang mở ra rất lớn cho lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chip. Một khảo sát mới đây về chỉ số niềm tin kinh doanh của Eurocham cho thấy có đến 63% doanh nghiệp châu Âu xếp Việt Nam vào danh sách 10 điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu, trong đó có 17% cho rằng Việt Nam làm số 1. Điều này phần nào khẳng định Việt Nam đang có nhiều cơ hội trong thu hút vốn đầu tư từ châu Âu trong năm nay. Liên minh châu Âu đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 của Việt Nam với gần 28 tỷ USD được đầu tư vào hơn 2.400 dự án. Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Eurocham, cho rằng, thời gian tới Việt Nam cần nâng cấp cơ sở hạ tầng khẩn cấp để hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp và đô thị hóa. Bằng tính bền vững với tăng trưởng công nghiệp. Thị trường lao động cần thích ứng theo hướng tự động hóa, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng xanh ổn định, mở rộng các ngành có giá trị gia tăng cao của nền kinh tế để nâng tầm sức cạnh tranh. Cơ hội thu hút đầu tư FDI từ châu Âu trong năm 2024 được nhận định đang mở ra rất lớn cho lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi, chip. Để tiếp nhận dòng vốn này hiệu quả, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước có thể tham gia được chuỗi giá trị xuất khẩu của các tập đoàn FDI ở phân khúc có công nghệ giá trị cao. Dự báo tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ chấm dứt trong vài ngày tới. Từ ngày 8 tháng 2, ngày 29 Tết, thời tiết có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 2, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực đồng bằng ven biển, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Từ đêm ngày 4 tháng 2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời lạnh. Từ ngày 5 tháng 2, sáng sớm và đêm trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm ngày 5 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 4 Tết, phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Ngày mùng 8 tháng 2 tức ngày mùng ngày mùng 8 tháng 2 tức ngày 29 tháng chạp có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mùng 8 tháng 2 có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm rét hại. Phía đông bắc bộ và thanh hóa từ đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng chạp đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 8 tháng 2, có khả năng chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 2, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Chạp có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều trời nắng. Từ đêm ngày mùng 8 đến ngày 13 tháng 2, ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết có mưa, mưa rào rải rác. Riêng phía Bắc từ ngày mùng 10 tháng 2 tức ngày mùng 1 Tết có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm ngày mùng 8 tháng 2 phía Bắc có khả năng chuyển rét. Tin quốc tế, chính phủ Mỹ vừa thông báo sẽ bắt đầu đàm phán với các công ty dược phẩm để hạ giá thuốc theo chương trình Bảo hiểm Y tế Liên bang dành cho người cao tuổi. Đây là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm giảm áp lực về chi phí chăm sóc sức khỏe vốn rất cao cho người cao tuổi và các gia đình ở nước này. Sau gần 60 năm, Medica lần đầu tiên bắt đầu đàm phán về giá thuốc và không còn chấp nhận giá thuốc do các công ty dược phẩm đặt ra. Trước mắt, Medica đang đề nghị các hãng dược phẩm phải hạ giá của 10 loại thuốc được sử dụng rộng rãi nhất. Năm 2022, hơn 9 triệu người Mỹ đang tham gia bảo hiểm Medica được kê đơn 10 loại thuốc này và họ đã phải tự chi trả khoảng 3,4 tỷ USD. Trong số các loại thuốc được chọn đàm phán, có nhiều loại thuốc thông dụng dùng để điều trị các bệnh về tim mạch, tiểu đường và chống đông máu. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.